Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Trước mặt các bạn đó chính là mặt bông của cây đồng tiền hồng, một trong những dòng lan rất là siêng bông, vô cùng siêng bông. Cánh như là cánh nhung lụa, nâu tàn, 90 đến 100 ngày mới tàn. Chỗ này cũng phải đến là mấy chục ngồng khác nhau đó, rất là đẹp. Đồng tiền hồng vừa rồi may mắn là được đạt giải 3 trong hội thi hoa lan Cần Thơ ngày mùng 1, ngày mùng 2 tháng 9 vừa rồi. Một trong những dòng lan rất là đáng trồng. Bạn nào mà chưa có cây đồng tiền hồng thì liên hệ giúp mình nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào cây giống để cho các bạn dễ lựa chọn. Vừa rồi các bạn đã được xem qua mặt bông của cây đồng tiền hồng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là những cây giống. Cây giống đồng tiền hồng tất cả đều là cây tơ các bạn nhé. Đây, tất cả đều là cây tơ, mình sẽ viết chữ đồng tiền lên đây này. Cây cao được khoảng được 25cm, một găng tay người trưởng thành này. Đó. Hiện tại cây giống đồng tiền hồng này bên mình đang chia sẻ với giá là 65.000 một chậu. Các bạn mà mua 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Các bạn cố gắng đi combo, có thể là các bạn mua 5 loại dendro khác nhau bên mình. Như là cây pensoda. Bên này khu vực này có rất là nhiều pensoda này. Pensoda hoặc là bà liễu xưa, hoặc là các bạn mua thêm cây như là hàm hương chẳng hạn, gom làm sao mà 5 cây thì sẽ được miễn tiền ship các bạn nhé. Cây đồng tiền hồng ấn tượng nhất về em này đó chính là về siêng bông. Thì hiện tại vườn của Sóc Cò cũng có một chậu rất là đẹp đang ra bông, mặt bông của em ở đây này các bạn. Hiện tại đang ra là 2 4 5 6 ngồng. 6 ngồng thì có 2 bông mới nở mà thôi. Và dòng này thì vô cùng là siêng bông, mặt bông thì đẹp. Màu kết hợp rất là hài hòa, đó chính là viền trắng và lưỡi là màu hồng, rất giống cái cây bông hồng sắc pháo hay là cái cây chấp ông tôm đấy các bạn, rất là đẹp. Và em này có khả năng nữa đó chính là em phân nhánh này các bạn này. Một ngồng của em ấy ra được khoảng 10 cho đến 15 bông và kèm theo đó chính là em sẽ lại phân nhánh, rất là đẹp. Rất đẹp. Và các bạn thì là bỏ bớt sơ dừa đi các bạn. Lưu ý giúp mình là các bạn bỏ bớt sơ dừa đi nhé. Sau đó các bạn chèm cho mình thêm ít than. Than này là than xay nhỏ các bạn nhé. Loại nhỏ xíu đấy, càng nhỏ các em càng thích. Bởi vì là dendro cái rễ của em nhỏ nên vì vậy mà giá thể cũng phải nhỏ ạ. Đó. Các bạn ghép 3 cây là đẹp nhất. Các bạn ghép 3 cây đồng tiền vào là một chậu là đẹp nhất. Đây là cây tơ 17 bẻ gãy sừng trâu. Em sẽ làm bông cho các bạn khoảng 1 đến 2 tháng nữa các em sẽ làm bông cho các bạn. Còn ông nào đến Tết thì tha hồ, bởi vì còn 4 tháng nữa mới Tết mà. Nên những cây này để làm bông cho các bạn là các bạn trồng thì bây giờ là Tết sẽ cho ra bông mà thôi. Mình thì là rất là thích những cái dòng lan mà siêng bông, và đặc biệt là mình rất là hay ghép dendro này, hoặc đai châu này, hoặc hồ điệp cũng vậy. Mình rất thích là ghép, ví dụ như là cây này mình ghép hồ điệp chung vào với nhau và một chậu, và em ấy đang ra là 4 ngồng. Thì dendro cũng vậy, các bạn mà ghép càng nhiều thì các em sẽ ra càng nhiều bông, nhìn rất là đẹp. Đồng tiền hồng một trong những dòng lan rất là siêng bông, cánh tròn, chơi thân thổ cũng rất là đẹp, ra bông quanh năm suốt tháng. Các bạn chơi hàng rừng thì một năm các em chỉ ra bông một lần thôi. Và hàng rừng thì thường thường sẽ chơi bông được khoảng là 10 đến 15 ngày đổ lại mà thôi. Còn đâu là những ngày trong năm chúng ta chủ yếu là chơi thân lá. Còn đâu về những cây dendro đó thì các bạn chơi thì các em ra bông quanh năm suốt tháng và chơi bông đến 90-100 ngày mới tàn. Ra không có theo mùa cả, ra liên tục giống như hoa 10 giờ vậy. Khỏe lúc nào là ra bông lúc đó. Đồng tiền hồng gọi là hồng nhưng mà mặt bông của em là tím các bạn nhé. Có thể ra tím cũng có thể ra hồng, bởi vì là ví dụ là màu tím là màu chủ đạo, là cây khỏe mạnh. Các bạn mà trồng mà em ấy mà yếu chẳng hạn, cây không khỏe mạnh thì màu tím nó sẽ dần chuyển sang nhẹ chút xíu, đó chính là sang thành màu hồng. Nên vì vậy có nhiều người có thể gọi cây này cây đồng tiền hồng, hoặc có thể là gọi là cây đồng tiền tím cũng không có sai. Cây rất là đẹp, 6 ngồng và ngồng rất là dài. Ngồng của em này đến dài phải nửa mét đấy, hơn nửa mét đấy, rất là đẹp. Một trong những dòng lan rất là đáng sưu tầm. Mình thì rất là thích yêu những dòng là siêng bông, ra bông ở quanh năm suốt tháng. Còn đâu là về thơm thì là tính sau, nhưng mà điều kiện cần là phải là siêng bông đấy. Siêng bông thì trồng vườn nhìn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Dòng này thì mình thấy có một điểm chưa hoàn thiện, đó chính là em ấy không có hương thơm. Em này mà em có hương thơm nữa thì đúng là điểm 10 cho chất lượng. Siêng bông, chơi thân thổ đẹp, ra bông quanh năm suốt tháng, lâu tàn, 90 ngày, dễ sống.
Đồng tiền hồng. Chậu này được chẳng được. Ba thân đấy, đây thân già này các bạn đấy, kỹ gần này, rất là nhiều, dễ. Và các bạn bóc bớt đi. Thân tơ này em sẽ làm bông cho các bạn. Bạn nào mà chưa có cây đồng tiền hồng thì liên hệ giúp mình. Các bạn có thể đi combo mua đi kèm như là đi dendro như là bà liễu xưa, pensoda hoặc là hàm hương, đồng tiền hồng, hoặc là ghép cùng hồ điệp, hoặc là cùng với đai châu, miễn là 5 cây sẽ được miễn tiền ship. Sắp tới sau quà sẽ sưu tầm một vài dòng nan dendro mới lạ để cho các bạn về trồng vườn lúc nào thấy đầy đủ màu sắc. Đây các bạn nhìn kỹ nhé, đồng tiền hồng này, pensoda này, bà liễu xưa này, đó, kinh ba này, nhìn vườn lúc nào cũng rất là nhiều màu sắc. Đây các bạn nhìn kỹ này đó. Và hiện tại là shop cò đang trồng những chậu này, chậu tác phẩm để Tết 2024 để đón Tết ra rất là nhiều màu sắc. Và tất cả đều trồng trong chậu là chậu này là chậu gốm, chậu này chậu đất lung rất là bự. Em này giống như là những chậu xi măng vậy. Và mình ghép là 4 cây vào một chậu, 4 cây vào một chậu rất là nhiều. Và hiện tại đang có một chút thành quả. Tết thì các em sẽ cho ra nhiều bông hơn nữa. Tết sẽ cho nhiều bông hơn nữa. Đây nhìn rất là đã. Có màu hồng, có màu vàng, có màu tím. Đây, đầy đủ cho các bạn. Rất là đẹp đúng không? Sắp tới là mình sẽ kê một loạt ra để đón Tết cho thật là nhiều bông, nhiều. Ngày Tết sẽ nhiều bông, sẽ có nhiều may mắn, tài lộc đến với gia đình. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào mà chưa có cây đồng tiền hồng, một trong những dòng lan vô cùng siêng bông, mặt bông đẹp, đáng trồng, thì liên hệ giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.